Xin chào tất cả mọi người và chào mừng em đã tiếp tục quay trở lại với series ADK. Lại là tôi đã với đây. Và ngày hôm nay như đã hứa thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cái cuộc hành trình đi săn quái vật đầu loa của tôi. Đúng rồi đấy. Nếu bạn nào mà chưa xem tập 1 thì hãy quay lại cái video đó để xem đi. Xong rồi quay lại đây và theo dõi tiếp. Còn nếu bạn nào mà xem rồi ý, thì chắc hẳn anh em vẫn còn nhớ là ở tập trước tôi đã phải khổ sở như thế nào với cái con quái vật đầu loa này. Tôi đã tìm thấy nó và chứng kiến được cái cơ thể của nó. Đó là một con quái vật siêu to khổng lồ với một quả đầu phát ra những cái thứ âm thanh nó rất là khó chịu và kinh khủng. Bọn tôi đã cố gắng mạo hiểm theo dõi để tìm kiếm thêm thông tin về cái con quái vật này, để tìm cách tiêu diệt nó. Thì tôi mới chợt nhận ra là con quái vật này trông có vẻ giống như một khúc cây vậy, rất là mỏng manh và yếu đuối. Và thế là bọn tôi đã chế tạo ra một cây đại bác để tấn công thử vào con quái vật này. Nhưng mà rất tiếc là cơ thể của nó mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta mới có cái tập 2 này, để tiếp tục theo dõi cái cuộc hành trình của tôi săn con quái vật đầu loa đó. Vậy anh em nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Liệu tôi có cách gì để tiêu diệt con quái vật kinh khủng này hay không? Trước khi bắt đầu, mọi người cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Và trước khi bắt đầu vào chủ đề chính, tôi cũng muốn giới thiệu cho mọi người một thứ rất là hay. Một tựa game cực kỳ ưa thích của tôi, đó chính là Genshin Impact, một trò chơi thế giới mở hiện tại đang có mặt trên PS4 và 5, iOS, Android và PC, được phát hành bởi HoYoverse. Không chỉ có đồ họa đẹp và nhân vật đẹp mà Genshin Impact còn có thể bay này, còn là bơi lội, thậm chí là leo núi nữa. Bản cập nhật 3.6 điển lễ trí tuệ là phiên bản mới nhất của Genshin Impact và cũng được cho là phiên bản hay nhất tới giờ. Tại sao ư? Ui dồi ôi, quả vùng đất mới này, thêm quả boss mới nữa này, đỉnh khỏi phải bàn rồi chứ còn gì. Vào ngày 12 tháng 4 thì chúng ta có hai nhân vật 5 sao quay trở lại, đó chính là Nahida siêu cute 5 sao hệ thảo và Nilou 5 sao hệ thủy. Thậm chí là ngày 3 tháng 5 chúng ta có thêm nhân vật siêu hot và siêu mới ở phiên bản 3.6 này, đó chính là Baiju 5 sao hệ thảo, có kỹ năng có thể hồi máu cho đồng đội và tấn công kẻ địch gây sát thương nguyên tố thảo. Và cũng trong ngày 3 tháng 5 chúng ta có Caver, có kỹ năng gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo cho kẻ địch, đồng thời cường hóa năng lực tác chiến của Caver trong thời gian nhất định. Hãy tham gia sự kiện điển lễ trí tuệ để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn như là Mora, tài nguyên và thiên thạch đó nha. Ở sự kiện gió cát thét gào thì anh em chỉ cần đánh bại những con quái nhỏ như cây nấm thì có thể nhận được quà rồi. Còn sự kiện con đường hồi tưởng thì anh em sẽ sở hữu năng lực bay lượn và đánh bại những con quái ở trên cao để nhận thưởng. Vậy thì còn chờ đợi gì mà không tải ngay Genshin Impact để nhận thưởng và chơi sự kiện cùng với tôi nào. Giải đấu Dogfall 7 Việt Nam Championship 2023, thời gian vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, tại địa điểm nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, số 2 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người hãy nhanh chân để vui chơi và cổ vũ cho các đội nha. Thông tin chi tiết sẽ ở phía dưới phần mô tả. Ok, chuẩn bị bắt đầu lên đường đi săn tiếp nào. Ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ phải tiêu diệt được con quái vật đầu loa. Và chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc là nếu bọn tôi không tiêu diệt nó bằng vũ khí được thì tôi sẽ phải làm như thế nào đúng không? Đây đây, tất nhiên là gọi thêm chi viện, gọi thêm người tới giúp đỡ chứ còn gì. Giới thiệu với các bạn, đây là một cái vị giáo sư, một ông tiến sĩ rất là tài năng. Và tôi có nghe nói là cái ông tiến sĩ này đã từng tiêu diệt rất nhiều những con quái vật trên các hòn đảo khác nhau. Thế nên ngày hôm nay tôi đã mời ông ấy tới đây để giúp bọn tôi. Ha ha ha, các cậu mời đúng người rồi đấy. Thế hôm nay các cậu muốn ta tiêu diệt quái vật gì ở trên hòn đảo này nào? Dạ thưa tiến sĩ, có chắc là ông có thể tiêu diệt được quái vật không đây? Tất nhiên rồi, rồng bay phượng múa gì ta cũng chơi hết. Các cậu không tin sao? Thôi được rồi, thế thì bọn tôi cũng nói luôn, không phải che giấu gì nữa. Cái lý do mà bọn tôi mời ông tới đây là để tiêu diệt một con quái vật đầu loa. Hả? Quái vật gì mà nghe tên như cái bìu vậy? Các cậu đang không đùa chứ? Tất nhiên rồi, đùa là đùa thế nào được. Con quái vật đấy nó kinh khủng lắm đấy, đừng có khinh thường. Thôi được rồi, thế thì ta sẽ đề xuất cho các cậu khẩu súng mà ta mang theo đây. Một khẩu súng đã từng tiêu diệt rất nhiều những con quái vật khổng lồ ở các hòn đảo. Ồ, thật vậy sao? Trông cũng hoành tráng quá nhở. Nhưng mà tôi nghĩ mấy cái khẩu súng này không làm ăn được gì đối với con quái vật đó đâu, bởi vì bọn tôi thử rồi mà. Cái gì? Súng đạn mà không thể tiêu diệt nổi con quái vật đó sao? Ui giời ơi, tưởng thằng cha này thế nào có mỗi khẩu súng ạ. Thôi thôi ông đi về hòn đảo của ông đi. Ấy ấy, từ từ đã nào. Thế còn thứ này thì sao? Ta nghĩ nó sẽ giúp ích cho các cậu đấy. What the hell? Hả? Mấy cái xe này á? Nhưng mà tôi đang cần tiêu diệt quái vật chứ có cần phương tiện đi lại đâu.
Tất nhiên là cần rồi. Đây là thứ sẽ giúp cho các cậu chạy trốn khỏi con quái vật. Bởi vì khi có một chiếc xe thì không thứ gì có thể đuổi nổi cậu đâu. Ồ, nghe cũng hợp lý nhỉ. Được rồi, để tôi thử xem sao. Vậy là chúng ta sẽ sử dụng những chiếc xe này để đi thám thính con quái vật đó đúng không? Ok, cũng hợp lý đấy chứ. Có một phương tiện đi lại thì tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn. Chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ. Ờ, nhưng mà từ từ ông tiến sĩ ơi. Con quái vật này sống trong rừng cây mà sao mà đi được? Xe to thế này. Thì kìa nào, đâm bây giờ. Úi dồi ôi. Khổ thật. Mấy cái xe đây tôi nghĩ là chạy trên đồng bằng hay là chạy trên bãi biển thì hợp lý đấy. Chứ chạy trong rừng làm sao mà chạy được? Ông đùa tôi đấy à? Ừ nhỉ. Thế thì đợi một tí để ta nghĩ xem sao. Thôi thôi, tốt nhất là ông đi về hòn đảo của ông đi. Tiến sĩ cái kiểu gì mà toàn mấy cái công nghệ vớ va vớ vẩn, chả giúp ích được cái gì cả. Từ từ, ta phải nhìn tận mắt con quái vật đó thì mới nghĩ ra cách giải quyết được. Ơ kìa. Này này, đi đâu đấy ông ơi? Sao lại nhìn tận mắt là sao? Nguy hiểm lắm, quay lại đây đi. Thôi xong rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Ông tiến sĩ ơi, đó là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm. Không phải cứ thích gặp nó lúc nào là gặp được đâu. Ông tiến sĩ ơi. Đâu rồi? Trời đất ơi, sao lại mời cái thằng báo đời về giúp đỡ thế này? Ông tiến sĩ ơi, quay lại đây đi. Nếu con quái vật đó phát hiện ra thì sẽ không... Ủa thôi xong rồi. Từ từ núp đi mọi người, nó đang ở đây đấy. Kìa kìa nó kìa. Ông tiến sĩ đâu rồi? Chả hiểu nghĩ cái gì mà đi chạy vớ chạy vẩn trong khu rừng này như nhà mình vậy chứ. Khó hiểu thật. Mau chóng lục tung cái chỗ này và tìm ông ta đi. Có lẽ là ông ta không ở chỗ con quái vật đâu. Ông ta chạy đi lạc rồi ấy sao ấy. Cũng là khổ quá mà. 2 hours later. À đây 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 rồi. Ông làm cái gì mà chạy vớ chạy vẩn vậy? Có biết con quái vật đó nó nguy hiểm như thế nào không? Ây da, vừa nãy ta đã thấy nó rồi. Đúng là một con quái vật khổng lồ kinh khủng. Thế ông có cách nào để tiêu diệt con quái vật đầu loa đâu không đây? Nếu mà không biết thì đi về đi, ở đây mất thời gian quá. Theo như ta nghĩ, đối với một con quái vật mà không có điểm yếu, không thể tiêu diệt bằng súng đạn, thì chỉ có một cách duy nhất thôi. Chúng ta sẽ sử dụng thế giới tự nhiên, thiên nhiên xung quanh đây để tiêu diệt nó. Hả? Nói cái gì vậy thằng cu này? Ông bị ảo đá. Cậu mới là người chơi đồ đấy. Ta đang nói rất nghiêm túc. Chúng ta sẽ sử dụng thế giới tự nhiên để tiêu diệt nó. Theo cậu thì thế giới tự nhiên và sức mạnh siêu nhiên đó chính là gì? Bão cát, bão tuyết, sóng thần, động đất, rất là nhiều luôn. Xung quanh đây thì chả có cái gì như vậy để có thể tiêu diệt được nó đâu. Tất nhiên là có rồi. Chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh dung nham từ núi lửa để tiêu diệt nó. Ồ, vậy là chúng ta sẽ dụ nó tới khu vực núi lửa để cho nó bị thiêu cháy sao? Đúng vậy, đó chính là sức mạnh của thế giới tự nhiên. Giờ thì bắt đầu vào việc thôi nào. Ok các bạn ơi, theo như kế hoạch dụ con quái vật đầu loa vào miệng núi lửa thì bọn tôi đã phải thu phục được một vài con chim gì đó này. Chúng ta sẽ sử dụng thứ này để dụ con quái vật đầu loa đuổi theo và tiến nó tới miệng núi lửa là xong. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Lên đường thôi nào. Những con chim này bọn tôi cũng đã gắn những cái thiết bị chặn tiếng ồn ở tai nó rồi. Hy vọng là sức mạnh của con quái vật đầu loa sẽ không tác động tới những cái con chim này của tôi. Lên đường thôi nào. Tất cả mọi người phải đi thật sát vào nha. Đừng có ai tách đoàn ra đấy. Con quái vật đầu loa đang ở khu rừng trước mặt. Kìa kìa, nó ngay ở dưới luôn kìa. What the hell? Cẩn thận mọi người. Bay nhanh lên nào. Chúng ta sẽ làm được. Bay luồn lách một chút để không cho nó đuổi theo. Ui ui, nhanh nào nhanh nào. Gì mà nhiều cây thế này trời đất. Thực sự là tôi đang không thấy con quái vật đầu loa kia đâu cả. Tôi kệ đi, cứ bay tiếp xem sao. Chắc nó đang ở ngay sau chúng ta thôi. Ôi ôi ôi. Từ 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 từ. Lên cao hơn nào, may quá. Nó chưa động vào hay làm gì bọn tôi cả. Ý thì đi chứ. Đúng rồi, mọi chuyện đang diễn ra rất đúng kế hoạch. Cứ đuổi theo bọn tao đi. Miệng núi lửa đang ở ngay trước mắt rồi. Chúng ta sẽ bay thẳng lên đó. Chỉ cần dụ con quái vật đầu loa tới được cái miệng núi lửa này là nó sẽ bị thiêu cháy mà thôi. Nó vẫn đang ở ngay sau dưới chúng ta đấy. Cố lên nào. Con chim của tôi cũng đã thấm mệt rồi. Ok, cuối cùng cũng đã tới đỉnh núi. Let's go.
ta lại tới nơi. Quái vật đầu loa đâu? Ôi ôi kia, cẩn thận nó kia. Đúng rồi, đúng rồi. Thiếu cháy chưa? Làm sao? Úi dồi ôi, giỏi bắt này. Nó có vẻ đang bị đứng im và bất động rồi anh em ơi. Có vẻ nó đang rất đau đớn hay gì đó. Tôi cũng chả biết nữa. Vậy là kế hoạch này của chúng ta đã thành công tốt đẹp hay sao? Vậy là tôi đã thực sự tiêu diệt được nó sao? Kìa kìa, nó đang nổi điên kìa. Anh em thấy chưa? Thực sự là con quái vật này đang bị dung nham thiêu cháy. Chúng ta đã thực sự đánh bại được nó rồi. Không cần vũ khí hay là gì cả. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời ông tiến sĩ ơi. Giờ chỉ cần chờ đợi nó gục xuống, sau đó thu phục là được. Nó sẽ trở thành thú cưng của chúng ta. Tất cả mọi người chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta sẽ thiết kế một cái cỗ máy gì đó để bay ra, sau đó thu phục nó. Nhưng mà hãy nhìn kìa, không ổn rồi. Hả? Có cái gì mà không ổn vậy trời? Hả? Chuyện gì vậy? Ê, này, này. Úi dồi, cái gì vậy? Ôi, chạy đi mọi người. Nó đang tới kìa. Tại sao con quái vật này bị thiêu cháy mà nó vẫn đi được? Không thể nào. Ngay cả dung nham cũng không thể tiêu diệt nổi nó hay sao? Vô lý. Chạy xuống núi cái đã. Chúng ta cần phải nghĩ cách giải quyết ngay lập tức. Oh no no, thay em anh ơi. Cứ như thế này bọn tôi sẽ bị mệt đi và mất thể lực. Và cuối cùng cũng sẽ bị nó tiêu diệt mà thôi. Cần phải nghĩ một cách gì đó. Từ từ để xem nào. Hình như cái khu này nó gần núi tuyết thì phải. Đúng rồi. Bọn tôi sẽ dụ nó sang cái khu núi tuyết này và khiến cho cơ thể của nó bị hóa đá. Bởi vì dung nham, lửa kết hợp với băng thì nó sẽ bị đông cứng cơ thể lại luôn. Hy vọng là nó sẽ bị phản ứng hóa học và bị hóa đá ngay tại cái vùng núi tuyết này. Cố lên nào. Chúng ta sẽ làm được thôi. Oh no. Tại sao lại dày như đỉa vậy trời? Chạy từ nãy giờ mệt quá rồi. Ôi, nó tới kìa. Ôi, rơi xuống. Ây da. Ủa, chúng ta vẫn còn sống sao? Gì vậy? Ngày hôm qua như vậy mà chúng ta vẫn còn sống sao? Vô lý thật. Thế còn con quái vật đầu loa thì sao? Nó đâu rồi? Hả? Uầy, anh em nhìn này. Quả như dự đoán. Nó đang bị thiêu cháy bởi dung nham kết hợp với vùng núi tuyết này. Và cuối cùng nó cũng đã bị hóa đá như tôi đã nói. Wow, đúng là đỉnh thật anh em ơi. Vậy là chúng ta đã làm được. Chúng ta đã thu phục được quái vật đầu loa rồi. Đây là một sinh vật cực kỳ khó thu phục, nhưng mà chúng ta đã làm được. Sử dụng sức mạnh của thế giới tự nhiên. Let's go. Anh em nhìn này, tôi đang cưỡi lên nó này. Rồi ôi, ngầu chưa? Đúng là một chặng đường dài các bạn ạ. Thu phục con này nó khó quá nên tôi mới phải chia làm 2 tập. Nhưng mà cái kết thì tôi cũng đã làm được. Uầy, quái vật đầu loa đã thuộc về tay tôi. Úi dồi ôi, trông bò này. Thậm chí là nó có thể di chuyển cực kỳ nhanh và nhập từ cái cây này sang cái cây khác. Có rất là nhiều khả năng luôn. Và bọn tôi đã về tới bờ biển rồi. Không thể tin được là lại có một ngày tôi nuôi một cái con quái vật kỳ dị như thế này. Mọi người hãy nhìn đi. Hãy chiêm ngưỡng cái vẻ to khổng lồ của nó này. Ui dồi ôi. Quái vật hùng mạnh đến đâu thì cũng quỳ gối trước tôi. Nhìn kỹ mà xem. Con này không phải là giống một cái khúc cây anh em ạ. Mà nó giống người thì đúng hơn. Tay chân gầy gò và lộ cả xương. Không biết nguồn gốc của nó tới từ đâu ta. Nếu mọi người biết thì hãy bình luận xuống phía dưới nha. Chứ tôi cũng không biết con này xuất phát từ cái gì nữa. Thôi, có lẽ video ngày hôm nay chúng ta tới đây thôi. Nếu mọi người thích thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video nó hay hơn nữa nha. Ủa, mà ông tiến sĩ đâu rồi nhỉ? Chắc bị ăn thịt rồi.